Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bác tài ơi, đi để tôi đừng thêm buồn. Bác tài ơi, mở cửa kính châm điếu thuốc, rít vài hơi. Chỉ còn tôi và con đường, đêm dài trôi. Đêm nay tôi đang đi về đâu? Thật sao tôi mang những tâm tư ở đâu? Quên đi cô ấy, tâm can tôi đang đảo lộn. Chỉ suy nghĩ được như vậy là muốn tắt radio đi được không? Những giai điệu đó chỉ khiến tôi thêm phiền lòng. Tiếng vọng từ ký ức nhung nhớ chỉ phí sức. Và đôi khi chia tay thì cũng chỉ như là một nghi thức để chấm dứt những cãi vã, những mệt mỏi ngày qua. Tôi và cô ta khoảng cách ngày càng xa. Lý trí bảo quên, còn con tim thì vẫn nhớ. Chờ đợi ánh dương nào lên một đêm nữa tôi ngẩn ngơ. Tôi không biết tôi phải đi đâu để quên hết tất cả mọi thứ. Tôi tự dối lòng thêm bao lâu, làm sao quên đi em được chứ? Đâu cũng được. Cho tôi được đi xa mà không cần một điểm đến. Cho tôi như con thuyền trôi không bền. Đâu cũng được. Cho tôi được thấy nơi bình yên trong đêm nay. Có lẽ đêm nay anh đã dối mình khi đã cố trốn đi thật xa. Anh đã cố trốn đi thật xa để xa rời em mà về. Anh vẫn mang theo em ở đây, tìm dù đã cố trốn những ngày qua. Kia là nơi ta đã từng bắt đầu, nhưng giờ đây anh không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu. Từ ngày đầu tiên ta gặp nhau, em vẫn luôn ngọt ngào. Để kết thúc là những niềm đau, tiếng lòng anh cồn cào. Hà Nội gió mùa về rồi, đâu còn hơi ấm nào bên anh. Có khi nào dù một lần thôi, bật khóc vào cái tên anh. Chỉ đơn giản là một cảm xúc, Ubin-G. Đồng cảm với nhau một lúc, SnoweeD. Hà Nội mùa đông năm ấy, con đường và chiếc taxi. Cười tâm tư với giai điệu này, ta đâu buồn rồi cất đi.